Một công cụ AI tạo hình ảnh đến từ ông lớn Microsoft mang tên là Bing Image Creator. Mời các bạn cùng xem hướng dẫn qua video clip này nhé. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing. Và ở video clip này Tân sẽ hướng dẫn với các bạn công cụ Bing Image Creator, một công cụ AI của Microsoft giúp cho các bạn tạo hình ảnh từ những câu lệnh. Thì các bạn chỉ cần truy cập vào đường link là bing.com/security ha, đường link khá là ngắn và khá là dễ nhớ. Các bạn có thể truy cập vào và sau đó các bạn hãy bắt đầu là nhập cái nội dung mà các bạn muốn tạo ra ở đây. Thì Tân sẽ nhập cái nội dung vào một người đàn ông đang dạy marketing cho sinh viên của một trường đại danh giá. Ok, bấm tham gia và sáng tạo. Sau đó nó sẽ đi tới là cái phần mà đăng nhập. Thì ở đây các bạn sẽ đăng nhập bằng cái tài khoản Microsoft ha, tài khoản Outlook của bạn. Nếu các bạn có rồi thì các bạn chỉ cần đăng nhập vào thôi. Còn các bạn chưa có thì các bạn sẽ tạo tài khoản mới. Để tạo tài khoản mới thì các bạn bấm vào đây để các bạn có thể là làm theo các cái bước hướng dẫn của nó. Thật ra việc tạo cũng rất là đơn giản và Tân cũng đã có cái video hướng dẫn về việc tạo tài khoản Microsoft rồi. Ở đây Tân có rồi thì Tân đăng nhập vào thôi. Rồi Tân sẽ dừng lại chút xíu để Tân đăng nhập cái nội dung tài khoản vào nha. Rồi sau khi login vào trong được cái tài khoản Microsoft rồi thì chúng ta sẽ nhập lại câu lệnh ở đây. Một người đàn ông đang dạy marketing cho sinh viên ở một trường đại học danh giá. Rồi bạn sẽ bấm tạo thì nó sẽ dành thời gian là khởi tạo AI và nó sẽ chạy ra cái kết quả cho chúng ta trong giây lát. Thì cái công cụ Microsoft Bing này thì nó cũng là theo cái xu thế hiện tại đó. Các bạn có thể thấy nó tạo ra 4 bức ảnh khá là hay ha, là 4 bức ảnh giảng viên đó đang đào tạo tại trường đại học. Ok ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nhập một cái câu lệnh khác ha. Một cô gái trẻ đẹp đang tắm biển. Rồi bấm tạo. Rồi các bạn cũng đợi trong giây lát. Thì ở đây nó cho chúng ta là tạo hình ảnh với là 100 lần. Là chắc hơn 100 lần chúng ta sẽ phải nạp demo như thế nào đó để tạo ra những cái bức ảnh khác. Đây, giống đen vô trong bài là hai ta cô đơn đã 2 triệu năm ngâm dòng dưới mình nước đen. Rồi ok, tạo một cái khác đi. Một chiếc xe tăng của quân đội Mỹ đang đánh nhau. Ok, bấm tạo. Rồi chúng ta cũng đợi trong giây lát để nó tạo ra những cái bức ảnh như chúng ta mong muốn nha. Ồ, xe tăng mà nó không ra xe tăng mà ra xe này giống là xe dép. Đẹp nha, ảnh khá là đẹp, ảnh khá là đẹp. Ồ, nhìn rất là khói lửa. Có thể đưa vào những cái nội dung liên quan tới là chiến tranh khá là tốt. Nhưng mà dù sao các bạn cũng thấy được là những cái hình ảnh AI ha. Hình nó hơi méo méo một xíu. Nó có những cái đường viền như pixel ha. Các bạn có thể bấm tải xuống ở đây. Rồi thành phẩm, có thành phẩm ha. Rồi nó không có cái bất kỳ cái logo hay là cái chữ M gì cả. Các bạn có thể sử dụng thoải mái những cái này. Ok, rồi ở đây chúng ta sẽ khám phá ra là có phần là làm tôi ngạc nhiên. Thì ở đây nó sẽ tự động tạo cái dòng lệnh. Một cái con chó Shiba hạnh phúc với cái nền màu tím hả? Loại thế loại digital art. Rồi sau đó bấm tạo đi thì nó sẽ tự gợi ý ra một cái gì đó thú vị và cho chúng ta một cái câu lệnh và chúng ta chỉ cần thực thi nó thôi.
thì nó sẽ tạo ra được cái kết quả mà bất ngờ cho chúng ta. Đang đeo mũ phi hành gia và bay lên trời, go to the moon ha. Shiba Inu go to the moon này, dân ai chơi crypto sẽ biết điều này. Ok, rồi, rất là thú vị với các bạn, rất là hay. Ở đây có phần khám phá ý tưởng, các bạn có thể là bấm vào để xem những cái ý tưởng mà họ đã làm. Ồ, cái bức hình này rất là đẹp nha, bức hình này rất là đẹp, cái kem này cũng rất là hay nha. Ta có thể bấm vào bức hình này ta coi một xíu. Đây, cái câu lệnh của nó đây. Bức tranh cực kỳ nghệ thuật, cực kỳ nghệ thuật, cực kỳ đẹp, hay, rất là đẹp, tải xuống. Ok, thì trên đây là cái công cụ Microsoft Bing Image Creator, và Tân vừa giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng. Hy vọng các bạn sẽ tạo ra những cái mẫu ưng ý cho cái việc làm marketing của các bạn. Hãy giúp Tân bấm subscribe để cái kênh hỗ tinh thần cho Tân tiếp tục những video tiếp theo về marketing online cũng như AI chia sẻ đến với các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video khác. What?